Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Global Success và hôm nay chúng ta tiếp tục với cái bài số 1 hobby sở thích ấy. À, cái bài số 1. Bài số 1 sở thích và hôm nay chúng ta qua cái phần Close the Loop One. Rồi, Close the Loop One của chúng ta liên quan phần vocabulary tập vựng. Hãy hoàn thành cái web ở dưới đây. Cái web ở dưới đây về cái gì? Về những cái từ ở trong hộp, cái nào đi với go, cái động từ nào, cái danh từ nào đi với động từ go, cái nào đi với do, cái nào đi collect, sưu tầm. Bây giờ go thì có go jogging, go swimming nhá. Bây giờ con đôn là búp bê này, võ judo này, võ dụ dỗ đó. Jogging là gì? Jogging là đi bộ nhá, chạy bộ. Swimming là bơi, coin là tiền xu, yoga. Rồi chúng ta có go jogging, go swimming, do judo, do yoga, collecting don, collecting coin. Ngoài ra chúng ta thêm vào go go rất nhiều. Go swimming, go camping, go fishing, nhiều lắm. Còn do thì chúng ta có do karate, do aerobic. Về sưu tập thì có sưu tập chai lọ, collecting bottle, sưu tập lá cây, collecting leaf, sưu tập tem, collecting stamps. Đó là cho thêm vào. Rồi xuống cái bài số 2 ở bên dưới. Rồi bài số 2 bên dưới của chúng ta là chúng ta điền những cái từ này vô: go, play, collect, do, make. Ok, bố của tôi có một cái giá sách rất là to bởi vì ông ấy thích sưu tập sách cũ, collecting. Chị gái tôi thích đi cắm trại là going này. Đằng sau like động từ thêm in cho nên là go và thêm in thành going. Vào cuối tuần, bạn thân nhất của tôi ghét chơi computer game, playing. Anh trai của bạn có thích làm mô hình hay không? Model thì phải là sign making rồi. Mẹ của tôi thích doing yoga mỗi ngày để mà giữ dáng. Ok, rồi chúng ta qua bài số 3. Đó là gì? Look at the picture, hãy nhìn vào tranh và nói như câu. Sử dụng những cái động từ thích hợp, liking hoặc là disliking. Tức là động từ chỉ sự yêu thích hoặc không yêu thích và cái dạng động từ đằng sau thêm in. Chúng ta coi này, họ thích làm mô hình daylight making model nhá. He dislike, cái mặt này là mặt không thích. Anh ta không thích tập võ judo. He dislike doing judo. Câu số 2 là họ thích này, cái mặt cười là họ thích. Họ thích làm gì? Họ thích chơi bóng đá, daylight playing football. Rồi cái hình này là thích, họ thích trồng làm vườn, daylight doing gardening. Cái hình này là thích luôn, họ thích làm sưu tập tem, daylight collecting stem. Và con nhỏ này nó không thích cưỡi ngựa là she dislike riding a horse. Rồi chúng ta qua bài pronunciation trang 11. Pronunciation, chữ ờ và chữ ơ. Các bạn cần phải phân biệt chữ ờ và chữ ơ và đi thi ấy, những cái bài mà phát âm nó ra rất là nhiều. Ok, cái này đọc là ờ này, ờ, cái này đọc là ơ này. Ok, ờ đấy. Amazing, amazing, yogurt, yogurt, collect, column. Ở đây là learn, serve, work, thirteen. Nó khác nhau nha. Amazing, yogurt, collect, column, learn, serve, work, 13. Rồi cái bài A Close the Loop One trang số 10, 11 của chúng ta tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong A Close the Loop 2. Goodbye and see you later.